vui được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng của chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Kính thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Ukraine và viện trợ quốc tế thì đồng hryvnia của Ukraine vẫn rất giá xuống mức thấp kỷ lục. Thống đốc ngân hàng trung ương của nước này cho rằng nguyên nhân là do tâm lý lo ngại về tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine. Trong hôm qua 12 tháng 8, đồng hryvnia của Ukraine đã rớt giá kỷ lục. Tỷ giá 12,95 hryvnia đổi 1 đô la rớt còn 13,4 hryvnia đổi 1 đô la. Đây là mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay, thời điểm mà phe đòi liên bang hóa bắt đầu bạo động ở miền đông Ukraine. Chỉ qua một đêm, tỷ giá biến động trở thành một gánh nặng của người dân Ukraine. Tôi về hưu rồi cho nên thu nhập cũng thấp, cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Nhưng biết sao được, chúng tôi vẫn phải cố gắng thôi. Chúng tôi vẫn giữ hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Rất nhiều người vẫn giữ cái nhìn lạc quan về tương lai của kinh tế Ukraine. Tỷ giá biến động như vậy dĩ nhiên là không tốt, đồng hryvnia rớt giá khiến cho lương của chúng tôi sụt giảm hẳn. Nhưng mà dù sao thì hryvnia vẫn chưa sụp đổ, cuộc sống của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Chúng tôi vẫn mua đô la vì nhu cầu, vẫn đi ăn uống hay mua sắm bình thường thôi. Đầu năm 2014, tỷ giá đồng hryvnia ở mức 8,2 hryvnia đổi 1 đô la. Đến giữa tháng 4, khi quân bạo động bắt đầu chiếm đóng các tòa nhà tại miền đông Ukraine, đồng hryvnia sụt giảm mạnh xuống 13,7 hryvnia đổi 1 đô la. Hồi tháng 5, để giữ giá đồng hryvnia ở mức 11 đến 12 hryvnia đổi 1 đô la, Ngân hàng Trung ương Ukraine đã phải nhờ trợ giúp tài chính từ các chủ nợ quốc tế. Tuy vậy, căng thẳng kéo dài đến nay đã làm dấy lên tâm lý hoang mang trong dân chúng. Nỗ lực giữ giá đồng hryvnia không còn mang lại hiệu quả. Nguồn dự trữ ngoại tệ của chúng tôi đang cạn dần, rất nhiều khách hàng đến để mua đồng đô la. Dường như người dân không hề cảm thấy an toàn, dù đang có rất nhiều tiền hryvnia trong tay. Bằng mọi cách họ muốn chuyển nó thành tiền tệ quốc tế, thành đô la, euro, v.v. để bảo vệ tài sản của mình. Rõ ràng là vấn đề căng thẳng địa chính trị đã lây lan sâu rộng Ukraine, không chỉ dừng lại ở miền đông. Nó ảnh hưởng đến quyết định của người dân, một quyết định rất đau đớn đối với thị trường tài chính Ukraine. Tháng 7 vừa qua là tháng thứ hai liên tiếp dự trữ ngoại hối của Ukraine sụt giảm và đứng ở mức hơn 16 tỷ đô la tính đến ngày 1 tháng 8. Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý cung cấp một khoản vay 500 triệu đô la nhằm hỗ trợ chương trình cải cách ưu tiên cho hệ thống ngân hàng tại Ukraine. Khoản hỗ trợ cho chương trình cải cách trên sẽ giúp nâng cao năng lực cũng như tăng sức chống đỡ của hệ thống ngân hàng Ukraine trước những rủi ro trong và ngoài nước. Ngoài ra, các biện pháp cải cách còn hỗ trợ các cơ quan chức năng củng cố khuôn khổ giám sát để lĩnh vực ngân hàng hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn. Khoản tiền 500 triệu đô la trên là một phần của gói hỗ trợ ứng phó với khủng hoảng của World Bank nhằm cung cấp khoản vay lên đến 3,5 tỷ đô la cho Ukraine đến cuối năm nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine cho rằng, việc đồng hryvnia rớt giá không phải là vì môi trường kinh tế mà là vì bất ổn chính trị. Nguyên nhân trước nhất và trực tiếp của việc đồng hryvnia rớt giá là vì tình hình căng thẳng ở miền đông. Căng thẳng kéo dài và diễn biến phức tạp đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh biên giới thực sự. Tâm lý hoảng loạn đã khiến thị trường tài chính lao đao và tâm lý này đang ngày càng lan rộng ra. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine cam kết sẽ làm mọi cách để giữ tỷ giá ổn định, làm dịu tâm lý hoảng loạn của người dân. Tuy vậy, với nguyên nhân được cho là việc căng thẳng ở miền đông và không liên quan đến môi trường kinh tế, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, thực chất cái gì mới có thể khiến cho thị trường tài chính Ukraine ổn định trở lại? Việc Trung Quốc hoãn lại mục tiêu tự do hóa tiền tệ vào năm 2015, theo các biên tập viên Reuters là không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ lùi lại kế hoạch này thêm bao lâu nữa? Và dưới đây là nhận định của ông John Foley, là chủ bút chuyên mục Reuters Breaking News về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Chào John, theo báo cáo của Reuters hôm nay thì Trung Quốc đã hoãn lại thời gian tự do hóa thị trường tiền tệ. Tôi phải nói là tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy một khoản tiền lớn đang chạy ra nước ngoài. Đúng vậy Tara, hiện tại rất nhiều người từng rất phấn khích rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc là một trong những định chế tuyệt vời trong việc thúc đẩy cải cách ở Trung Quốc, với ý tưởng cho phép thị trường tiền tệ có thể tự do luân chuyển vào năm 2015. Nhưng giờ đây thì điều đó đã bị hoãn lại. Tôi đồng ý với chị rằng tôi cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định này, bởi vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đang e ngại rằng điều đó sẽ tác động lớn đến sự luân chuyển của dòng vốn. Việc thử nghiệm trong vài tháng gần đây để cho đồng nhân dân tệ suy yếu rõ ràng đã gây ra những tác động không nhỏ. Vậy thì lý tưởng nhất đối với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc theo anh có phải là thay đổi chiến lược không? Thực tế mà nói thì cái giá của sự thay đổi này là gì? Việc quản lý kinh tế như cách Trung Quốc đang làm và tự do hóa nền kinh tế là một quá trình hết sức phức tạp. Mọi thứ luôn được kết nối với nhau, từ lãi suất, dòng vốn cho đến những câu hỏi liệu có để cho các công ty phá sản hay không. Và Trung Quốc gần đây đã tỏ ra chưa sẵn sàng cho những biến động như vậy. Trung Quốc đã có thị trường trái phiếu, nhưng công ty Huatong, một công ty xây dựng cầu đường cách đây một tuần, suýt lâm vào tình trạng phá sản và phải dùng đến gói cứu trợ vào phút chót.
Nói vậy để thấy nếu anh chưa sẵn sàng để cho thị trường tác động đến các công ty, dù là theo chiều hướng tốt hay xấu, thì cũng có nghĩa là anh chưa thể sẵn sàng cho vấn đề tự do hóa việc kiểm soát dòng vốn. Cho nên tôi nghĩ thời điểm năm 2015 là một cái nhìn quá lạc quan. Có lẽ chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa trước khi có thể thực sự thấy Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn những rào cản này. Trung Quốc đang lùi lại kế hoạch tự do hóa tiền tệ của mình, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng sự trì hoãn này sẽ kéo dài đến bao giờ? Một lần nữa đến với chuyên mục Mỗi tuần một con số, lần này chúng tôi đề cập đến con số từ 592 đến 691 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ vừa cam kết sẽ tiếp tục duy trì mỗi năm vào nền kinh tế nước này. Hoạt động bơm tiền sẽ được thực hiện thông qua việc mua mạnh các loại tài sản trên thị trường, mà trong đó hầu hết là trái phiếu chính phủ. Trước đó thì có khá nhiều chuyên gia dự báo BOJ sẽ không tiếp tục duy trì chương trình kích thích kinh tế trong năm nay. Theo một dữ liệu mới được công bố thì tài khoản vãng lai tại Nhật đã quay trở lại tình trạng thâm hụt vào tháng 6 vừa qua sau 5 tháng liên tiếp đạt mức thặng dư. Nguyên nhân là do tình hình đầu tư nước ngoài đang có dấu hiệu sụt giảm. Bên cạnh đó thì vào tháng 4, chính phủ Nhật lại vừa tăng thuế tiêu thụ thêm 3 điểm phần trăm. Điều này đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình tiêu dùng trong nước. Thực tế cho thấy mặc dù đã có nhiều chỉ tiêu kinh tế không mấy khả quan, nhưng theo BOJ, kinh tế Nhật Bản vẫn tăng trưởng tốt nhờ vào tình hình lao động và các điều kiện thu nhập đang dần cải thiện. Và đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và Phi Yến cũng rất mong là chương trình đã mang lại cho quý vị những thông tin bổ ích. Và đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.